Anh đúng không rồi. Điểm, không có điểm nào để chê. Đó. Và vừa rồi là Ánh Trăng Tình Ái qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Edward, cũng là lời chào của Cường và Edward gửi đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi Hit Story Chuyện Nhạc, chương trình do Vibe Nation và NCT thực hiện. Xin chào Edward. Em xin chào anh Nguyễn Minh Cường ạ. Và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi ạ. Rất là vui cho anh và ekip chương trình đã rước được Edward từ Hà Nội xa xôi vào để tham gia chương trình Hit Story. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. À, có thể nói một năm 2023 khá là rực rỡ của Edward. Mình có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình trong năm vừa rồi. Thực ra thì em nghĩ là rực rỡ so với chính bản thân mình trước những năm trước thôi. Chứ còn với anh chị em đồng nghiệp thì
em nghĩ cũng là một năm khá là bình thường. Nhưng mà đúng như em vừa nói thì so với bản thân Dương cách đây 2-3 năm, trong năm 2023 thì những cái sự cỡ hợp tác này, những cái dự án mà trước đây em có thể nghĩ là rất là xa vời đi. Thì đó là việc gặp được anh này, rồi được hát những bài hát của anh Nguyễn Minh Cường này, có thêm những người anh em bạn bè mới trong công việc, như là có thêm những kỷ niệm, những cái cột mốc mới, những bài hát mới. Rõ ràng thì ngay cái phần thể hiện Ánh Trăng Tình Ái là một cái bản cover của US World đã chiếm được rất là nhiều tình cảm của khán giả, nhất là trên nền tảng NCT, và tái hiện lại ở trong cái không gian của History này thì cũng chiếm hết bao nhiêu tình cảm, trái tim của rất là nhiều những bạn biên tập và quay phim ngoài kia, nam lẫn nữ ạ. anh có được biết một cái câu chuyện rằng là trước đó em đã cover rất là nhiều những ca khúc, nhưng mà mình phải tự tay xóa đi một vài cái ca khúc, mà những ca khúc đó thì lại rất là nhiều những cái tình cảm của khán giả dành cho mình nữa. Dạ. Thì có thể là loáng thoáng nghe được cái câu chuyện đó, nhưng mà hôm nay thì anh em mình ngồi gần với nhau hơn thì có thể chia sẻ cho anh và khán giả biết cái thực hư cái câu chuyện như thế nào không? Thực ra thì câu chuyện này là có thật. Nó cũng là một kỷ niệm thì nói là khá là buồn. Vì em nghĩ rằng cứ một người nghệ sĩ nào khi mà phải chính tay xóa đi những đứa con tinh thần của mình thì cũng đều sẽ có cái cảm giác đó. Thứ nhất đó là những cái tâm huyết, những cái tình cảm, tâm tư của mình đặt vào đó. Thứ hai là nhất là khi những cái sản phẩm, những cái đứa con tinh thần đó được khán giả đón nhận rất là nhiều. Và lại là một trong những cái sản phẩm đầu tiên, có thể nói là đầu tiên mà khán giả biết đến cái tên Dương Edward. Thì em cũng rất là tiếc và em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tuy nhiên thì thực sự lúc đó, thời điểm đó là cần thiết. Bởi vì nếu như em không có làm cái việc đó, không có xóa được những cái video đó, lâu đó em vẫn sẽ kẹt lại ở trong cái thành công đó. Em thực ra là em luôn suy nghĩ rằng mình phải thay đổi và mình phải tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng mà khi em còn đi hát ca khúc đó thì mình sẽ cảm thấy ổn, mình sẽ cảm thấy đủ. Ở cái khoảng thời điểm đó có thể em sẽ bị trễ lại mất 1-2 năm. Tuy nhiên ngay khi em xóa đi thì việc đầu tiên em cần làm là cần có thêm những ca khúc để mình có thể được sống cho âm nhạc và được đi làm, đi diễn, đi sống trong cái âm nhạc tình cảm đó của khán giả. Thì sau đấy là em đã có cho mình rung động. Cái bước đi cũng thể nói là cũng là một cái duyên, một cái sự thay đổi nếu mà ai theo dõi em ngay từ đầu. Anh nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đến với mình đều có lý do. Có thể vì những cái sự gọi là sự cố đi. Không, gọi sự cố thì nó hơi nặng quá. Có thể là những cái sự việc mà em đã gặp phải, nó đã giúp cho em thoát khỏi một cái mác mà trước giờ anh nghe rất là khó chịu. Đó là ca sĩ cover. Trước giờ khi mà em nghĩ cái danh mọi người đặt cho em, hoặc từ cover hay là ca sĩ cover, là em chưa bao giờ em có một cái gì đó em thấy gợn lòng hay là em thấy khó chịu cả. Bởi vì thực ra đối với em, đúng, mình trưởng thành từ đâu thì mình nhận là mình trưởng thành từ đó. Em không trưởng thành từ những ca khúc em tự viết, mặc dù em có viết nhạc nha. Nhưng em lại được khán giả đón nhận bởi những cái ca khúc cover đó. Thì đó là tình thương của khán giả mà họ đặt ở đó thì mình mới trân quý chứ. Thì em luôn tâm niệm rằng mình trưởng thành ở đâu thì mình phải trân quý cái tình cảm của đó. Khi bây giờ đi hát mà khán giả có yêu cầu hát tình đơn phương hay Mơ Chiều Cố Tình thì em vẫn nhận ra rằng là đâu đó mọi người vẫn ghi cái hình ảnh đó. Cái chàng trai hôm nó đi trên phố ngồi quán nước ở một cái nơi có thể nói là rất là trông nó rất là giản dị thôi. Mà khán giả đã rất là ủng hộ. Không phải là em mặc vest hay gì cả, chỉ là một chiếc sơ mi thôi. Đến bây giờ em vẫn cảm nhận được là từ 2017 đến bây giờ là 6 năm. Khán giả vẫn yêu cầu em hát ca khúc đó thì em nghĩ rằng là đấy là một cái thành công, mặc dù đã ca khúc đấy không phải là của em. Nhưng mà cũng không nhiều người có cái góc nhìn nó tích cực như Dead World đâu. Tại vì anh cũng có quen vài bạn bảo rằng là tại sao không hát bài của mình mà suốt ngày đi hát bài của người khác. Thì rõ ràng là tôi hát bài gì đó là cái sự lựa chọn của tôi, và khán giả của tôi họ cũng rất là thích cái sự lựa chọn đó. Rõ ràng là mình sẽ không bao giờ mình có thể chiều lòng hết tất cả. Tất cả mọi cái chỉ trích hay là mọi cái yêu cầu của rất là nhiều người. Tuy nhiên là mình được sống, mình thoải mái ở cái việc mình làm. Thì đây có thể là một trong những cái lời khuyên mà dành cho các bạn đang tìm kiếm cái con đường của mình. Là đừng ngại, đúng không? Mình làm cái điều gì mà mình cảm thấy tốt nhất. Thì US World đã làm được điều đó. Em nghĩ không chỉ riêng Vương Edward đâu, mà có rất nhiều những ca sĩ trẻ hiện nay. Vì em nghĩ rằng là cái việc phân định giữa nhạc cover và nhạc original nó là một cái gì đó em nghĩ là không nên có. Không nên có một cái ranh giới. Đương nhiên là nó có sự khác biệt, nhưng cái sự khác biệt đó nó không làm cho một cái dòng nhạc lại một dòng nhạc một trong hai trở nên cao quý hơn. Em nghĩ nó là như nhau. Bởi vì khi mình cover mà mình thực sự đặt tâm huyết vào đó, mình biến cái ca khúc đó có một chiếc áo mới, một cái tâm tư mới, một cách hát mới, một cách phối mới, thì em nghĩ đây cũng là những cái tâm huyết và những cái rất đáng trân trọng của người nghệ sĩ. Chứ không phải là cứ hát lại là nó là dễ. Em nghĩ là như vậy. Bởi vì rất nhiều những ca sĩ thế giới có rất nhiều những cái bản họ hát lại cũng thành hit,
cũng cũng được đi diễn mà cũng cũng rất là thành công. Em nghĩ không nên có cái sự phân cấp đó, và đó cũng là nguyên nhân mà khán giả luôn luôn yêu mến Duy Ích Quốc cũng như là giọng hát của bạn. Và ngay bây giờ thì một ca khúc cover nữa mà cũng rất là thành công của Duy Ích Quốc sẽ được thể hiện ngay tại Hit Story. Bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thẩn khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào, và anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trái mà sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe cho nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi, bởi nhớ nhung không khi nào mang em trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trái mà sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Xa em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Xa em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối, dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào, và anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trái mà sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trái sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Xa em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Xa em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Xa em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Nói đi em, bao nhiêu
ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Và đó là Dáng Em. Wow, rất là hay. Lần đầu tiên anh được nghe US Quốc hát live ca khúc này. Thật không may em hát rồi mà nhỉ. Có thật hay không thì ở đây trong chương trình của anh muốn nói sao đó là quyền của anh. Miễn là anh khen em thì được. Nghe nó xạo sao. Không phải xạo đâu, mà đó là những cái lời có cánh mà anh em nghệ sĩ tôi dành cho nhau để làm gì? Để chúng ta cùng nhau nâng đỡ nhau trong đúng cái đúng. Bước đường nghệ thuật rất là khó khăn. Dạ. Nói về những lời có cánh thì Dương Edward được người ta mệnh danh rằng là một người siêng năng thả thính nhất ở trên cõi mạng xã hội. Vì nếu như ai mà theo dõi mạng xã hội của Dương Edward thì chúng ta có thể thấy là Dương Edward dành 20/24 trong một ngày để viết những cái câu caption rất là thính luôn. Thả nhưng mà có ai dính đâu anh. Người ta không dám dính thôi. Không dám dính à. Nhưng mà đó là cái sở thích của mình hay là mình viết như vậy vì mình đang đắm chìm ở trong một cái hoàn cảnh hạnh phúc thực sự? Không phải đâu anh ạ, bởi vì thực ra nếu mà để ý cái tần suất mà em dùng mạng xã hội, Instagram hay Facebook hay là những cái mạng xã hội nói chung chung nha, thì phải nói là em khá là lười, khá là lười. Và đây là sau rất nhiều những cái lời góp ý từ phía ekip, rồi bạn bè, và bây giờ bạn là nghệ sĩ thì bạn phải show ra cuộc sống của mình. Rồi nghĩa là em thấy rất nhiều người giỏi, nhưng mọi người chỉ chụp một cái đĩa đồ ăn thôi, nó cũng rất là cuốn hút. Thì cách mọi người kể, nghĩa là dùng cái mạng xã hội như một cách kể chuyện, ngoài cái vấn đề chuyên môn mình ca hát ấy, thì khán giả mọi người sẽ quan tâm đến đời sống của mình qua những bức ảnh mình up lên, mình đang đi chơi với ai, chơi ở đâu. Nghĩa là sau khi bị góp ý rất là nhiều thì em cũng thay đổi một xíu, nghĩa là mình chụp nhiều ảnh hơn, rồi mình dùng những cái caption nó nghe nó nhộn hơn, nó hợn hơn là hey mọi người tôi đang ở đây, nó nhạt quá. Anh không nghĩ là một chút xíu đâu, anh nghĩ bây giờ là trở thành một master trong cái việc là đăng caption trên Facebook đi. Em anh rất là kém ở khoảng em đó luôn. Em cóp mà. Cóp, không biết cóp ở đâu. Bây giờ ví dụ như anh là... Anh tự nghĩ ra được còn gì nữa, anh viết nhạc anh tự nghĩ ra được. Không, viết nhạc thì được chứ viết sàm sàm vậy anh viết không được. Mình có khoảng một hai câu nào đó, thứ nhất là truyền lại kinh nghiệm cho anh, thứ hai là mình chia sẻ với khán giả một cái câu nào đó nó thật là hay, để ví dụ sáng mai anh sẽ lập tức anh up cái câu lên Facebook này. Anh hỏi các anh em rapper thì người ta nhanh lắm này. Không, anh không tin chị... anh tin em là sẽ có rất là nhiều trong cái kho những cái câu caption của mình. Mọi người câu à, từ em cũng được xem ạ. xem đi à, câu nào mà vui hai câu được, ba câu được, ở dưới kia nhiều các bạn đang chờ thính lắm. Ví dụ như thôi tiêu rồi, sau đó họ viết ở dưới là tôi yêu rồi nhưng không có giấu. Anh hơi nhạt từ anh hơi là lùn, anh hơi lùn là lời à, anh không điểm, không có điểm nào để chê. Hai ông kho ở đây, các bạn rất là thông minh nhưng luôn. Mà em nghĩ là anh thì không cần phải dùng đến những cái này đâu, bởi vì anh dùng cũng không hiệu quả. Đúng rồi. Nghĩ là như không, vậy đi. Ý em là anh bề ra thất rồi mà. Nhưng mà ra thất rồi hả? Ủa vậy tại sao em lại dùng được? Và rõ ràng là từ sau khi mà mình bắt tay vào làm những cái sản phẩm của riêng mình thì có những cái hiệu ứng và có những cái thành quả cũng rất là sáng sủa. Dạ. Và rõ ràng là Rung động là một cái ca khúc mà được đón nhận từ tình cảm của khán giả rất là nhiều. Và có một khoảng thời gian anh đi đâu anh cũng nghe rất là nhiều luôn. Và cái tên Z-Work thì... Thật không anh? Anh nói thật nha. Anh nói thật, cái này là nói thật. Thậm chí anh có một cái đứa em ở ngoài Hà Nội á. Dạ. Nó nhỏ tuổi lắm, nó mới vừa tốt nghiệp lớp 12 xong thôi. Và nó nghe ca khúc này suốt. Và nó không biết Z-Work là ai, nhưng cái ca khúc thì biết. Không phải, có thể là tại vì mấy bạn còn nhỏ, mấy bạn phải đi học. Bạn đi học thì mấy bạn sẽ không có quá nhiều thời gian để các bạn xem, tại vì còn cái sự kèm cặp của phụ huynh nữa. Nhưng mà chính vì cái sự bận rộn cho việc học nhưng mà vẫn biết cái ca khúc đó thì đó là một sự thành công. Không, cái này thì đúng là rung động, là một cái gì đấy mà khi được khán giả đón nhận, đến nghĩa là khi bây giờ em đi những sân khấu mà có những cái vị khán giả mọi người hát theo, hoặc là mọi người thực sự tận hưởng, và em nhìn thấy rất là nhiều đôi yêu nhau ngồi dưới, mọi người nắm tay nhau, hoặc mọi người có những phút giây lãng mạn ở bên nhau á, em rất là vui. Bởi vì có thể em nói là em có một cái duyên với những ca khúc nhạc vui, nhạc không chia tay, không phải nhạc chia tay như vậy. Nhạc Cường viết nhiều nhạc chia tay lắm mọi người ạ. Cũng phải cố gắng nhấn mạnh rằng là nhạc vui, nhạc không chia tay. Dạ, vâng. Nhạc nắm tay nha, đây là nhạc nắm tay, không phải nhạc chia tay. Nhạc kết đôi, nhạc làm cho những con tim có thể chạm được đến những con tim. Khi mà em nghĩ lại, vì trước đây em không nghĩ đâu, nhưng mà khi mà em dạo này em có gặp, trước em có gặp một người bạn thì họ có nói là em có duyên. Không biết là anh có tin vào cái này không, nhưng em đi xem thần số học thì mọi người nói là em có rất nhiều số 2 thì cái cuộc đời em là phải lan tỏa yêu thương, nó lan tỏa một cách nào, lan tỏa qua âm nhạc.
âm nhạc thì cụ thể là những ca khúc tình yêu, những cái ca khúc mà kết đôi chứ không phải những ca khúc rất buồn này đã sai từ lúc đầu. Em đùa đấy, nhạc anh Cường hay lắm. Nhưng mà đấy, ý là em làm Tình Đơn Phương ngày xưa em cũng làm kiểu vui vui funky lên, rồi Mưa Trên Cầu Tình em hát nó cũng R&B, nó không hẳn là buồn sâu thẳm, không hẳn như là rất buồn ấy, chỉ hơi hơi anh buồn hiểu thôi. Anh hiểu khi mà anh nghe được Z Work làm lại, làm mới cái khúc đã sai từ lúc đầu của anh. Dạ. Rất là hay, rất là tay. Đó có phải là cái tư duy của mình có được sau 6 năm mà mình theo học âm nhạc ở nước ngoài không? Có nghĩa là em luôn cảm thấy trong em nó rất là tương phản, conflict. Conflict là dịch, xung đột. Xung đột, nghĩa là nó rất là xung đột. Bởi vì em luôn cảm thấy là mình có cái chất suy nghĩ, em nghĩ rất là nhiều, em nghĩ là sống rất là nội tâm. Nhưng cũng có những lúc em rất là muốn nổi loạn, em muốn xăm mình, em muốn bấm khuyên tai. Ngày xưa em rất là nghịch ở những cái đó, em còn xương cả móng tay nữa. Tất nhiên là bây giờ khi mà mình đi diễn ca hát chuyên nghiệp rồi thì những cái hình ảnh nó không thực sự phù hợp với style âm nhạc của em. Nhưng mà đâu đó em nghĩ trong tương lai em sẽ thử. Em rất muốn thử những cái mới và em rất thích làm những cái mà nó có vibe, có năng lượng. Em không nói là nhạc bình thường với một cái bản phối bình thường nó không có năng lượng. Đối với em nó đang bị đi vào một cái lối mòn. Em rất thích thử thách những cái mới. Anh thấy rằng là Z-Work đang cho khán giả thấy một cái mặt khác của Z-Work luôn đó. Tại vì mọi người đang nhìn nhận Z-Work là một ca sĩ rất là nhẹ nhàng, thể hiện những cái ca khúc pop ballad rất là trữ tình và một cái chất giọng rất là truyền cảm. Nhưng bây giờ thì bạn đang chia sẻ rằng là bạn cũng là một người rất là năng lượng. Anh nghĩ là chưa đến lúc thôi, như em vừa nói, là chưa đến lúc em có thể hoàn toàn khoe với khán giả những cái màu sắc khác của mình. Nhưng mà em nghĩ với một người nghệ sĩ nào thì cũng sẽ phải có cái sự tiến hóa, một sự phát triển. Không thể mãi một hình ảnh như thế được. Thì em nghĩ với cái tên Dương Edward thì nó cũng rất là mới thôi. Bởi vì em mới được khán giả đón nhận ở thời gian rất là gần đây. Thì em nghĩ mọi người đang đón nhận em ở cái khoảng này và em rất là trân quý cái tình cảm đó. Chắc chắn em sẽ có những sản phẩm âm nhạc với cái màu sắc âm nhạc như vậy trong thời gian tới. Tuy nhiên rằng trong một tương lai khi em nghĩ mọi người đi yêu thương em nhiều hơn thì em sẽ có nhiều cái cơ hội để có thể khoe với khán giả rằng em còn có nhiều hơn thế nữa. Hiện tại bây giờ thì khán giả đã yêu thương với quả rất là nhiều rồi. Dạ. Và bây giờ thì mình sẵn sàng mình dành tặng cho khán giả một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Dạ vâng ạ. Xin mời âm nhạc ạ. Một thế giới riêng anh và em,
với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Anh muốn là người che chở khi em yêu mẹ. Anh muốn ở vòng tay ra ôm em mỗi đêm. Liệu anh có thể là người em còn sánh đôi? Riêng anh và em với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Anh muốn là người chở che khi em yêu em. Anh muốn ở vòng tay ra ôm em mỗi đêm. Liệu anh có thể là người để em chọn sánh đôi? Liệu anh có thể là người em chọn sánh? Wow, nghe xong thì có lẽ là ai cũng muốn cùng với Edward băng qua bão giông đấy, đúng không? Rõ ràng là một cái giọng hát phải nói sao ta, gọi là truyền cảm thì nó bị Việt Nam hóa quá, sexy đi. Sexy. Sexy, sexy theo đúng nghĩa là gợi cảm. Gợi cảm, một cái giọng hát rất là gợi cảm luôn. Nghĩa là dù qua bão giông cũng đi ha. Đi, 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 sẵn sàng đi. Nếu anh không phải là đàn ông anh đi ngay. Còn nếu anh là bạn em là anh để em đi một mình đúng không? À, không, okay. Không dám đi cùng em, anh hiểu biết là rồi. Không thể đi cùng em được rồi. Có thể là có đôi lúc với cuộc đi diễn xong rồi thoát khỏi cái sân khấu, hoặc là bước về nhà, hoặc là trên đường đi, tự nhiên mình bị nhạy cảm tới nỗi là mình nghĩ rằng là ủa tại sao mình lại làm ca sĩ vậy? Có đôi lúc mình có rơi vào cái trạng thái như vậy không? Chắc chắn có chứ anh. Vì em nghĩ rằng những cái suy nghĩ đầu tiên khi mà lúc còn nhỏ đi ha, lúc mà em muốn làm ca sĩ đi, em nhìn Westlife thần tượng của em hay là những cái sân khấu đầu tiên em đứng trên sân khấu, rồi có các bạn nữ vỗ tay như này, mình thích lắm, mình bảo chắc chắn phải là ca sĩ thôi. Và lúc đấy mình nghĩ cuộc đời ca sĩ nó sẽ toàn màu hồng, nghĩa là đi đến đất thật nhiều nơi và có nhiều người yêu quý, được mặc bộ quần áo đẹp lên sân khấu và được vuốt tóc đẹp này, đẹp trai. Nghĩa là những cái suy nghĩ hồi đấy 15-16 tuổi em rất là trẻ con. Có những cái lần em diễn xong á thì mình cảm giác là mình đã không cho khán giả được những cái phần trình diễn tốt nhất mà mình có thể làm được. Và đôi khi em cũng hơi hoài nghi một xíu, bởi vì thực sự mà nói thì từ nhỏ em không có sức khỏe tốt, em bị hèn. Và đôi khi những vấn đề về hô hấp đó nó làm cản trở. Bây giờ thì toàn em đi diễn mà nếu mà đi Đà Lạt hay đi đâu lạnh em sẽ bị ngạt mũi này, sẽ bị lên cơn ho này, những cái mà nó rất là buồn cười. Thì đương nhiên là cái đam mê thì mình không thể nào mình bỏ nghề được. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà cho em lựa chọn lại thì có lẽ hồi bé em đã luyện tập cho mình có một sức khỏe tốt hơn. Để mình có thể bền với nghề hơn. Nhưng hy vọng là trong tương lai thì em có thể thay đổi được cái này. Nhưng như em vừa chia sẻ, đôi khi em cũng hơi bị suy nghĩ quá lên á. Là nhiều khi em cảm giác kiểu chắc là mình không thực sự sinh ra để làm ca sĩ hay sao. Mình cũng có những show diễn xong nó rất là thành công. Em hát rất là ok. Yeah, I did it. Mình làm được rồi. Mọi người rất là enjoy. Nhưng cũng có những show diễn mình cảm giác thứ nhất là có thể khán giả đến không quá đông này, rồi những sức khỏe mà không được tốt này, hoặc những cái show diễn mà em đang phải buồn và em như nào nhỉ, trong cái con đường ca hát mà em không nghĩ đến, cái này mình chỉ nghĩ đến cái màu hồng trước đấy thôi. Nhưng khi thực sự mình đi diễn thì mình được làm nghề rồi, có những bài hát mình tung ra thì nó lại flop. Nghĩa là những cái chuyện em nghĩ rằng với bất chị anh chị em ca sĩ nào, kể cả thành công hay là đang trên bước đường thành công, thì mọi người đã đều trải qua hết rồi. Nhưng mà phải tự mình trải qua mình mới hiểu cái cảm giác nó như thế nào. Thì đôi khi mình cũng hơi suy nghĩ là liệu mình đang đi đúng con đường không, hay là mình đang cố đấm theo một cái đam mê của mình mà biết chắc là nó không được. Anh em mình giống nhau đó, những người nhạy cảm thì hay buồn. Đấy. Bởi vì thế thì có một cái ông nhạc sĩ, ổng có một cái ca khúc, ổng viết và ổng đặt cái tựa là rất buồn. Một trong những cái thử thách mà anh dành riêng cho Edward thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, rất buồn. Thank you.
chợt thấy nước mắt trôi. Biết không em ơi, trong lòng anh như muốn nói rồi lại thôi. Tiếng yêu ngọt ngào chỉ còn lại niềm hư hao, vụt tắt đi khát khao vỡ òa trong tiếng thét gào. Xót xa nhường nào, nhưng vì sao em không thấu, vì sao em ơi. Trời ban duyên số để ta gặp nhau, ngỡ đâu sẽ hẹn ước dài lâu. Yêu và yêu đậm sâu, dẫu qua bao năm tháng cơ cầu, để rồi tìm lại đâu thắt. Dưới màn mưa trời lạnh ngắt, thương thay giọt nước mắt quen sâu. Dù yêu đến mấy thì câu chia tay sẽ hóa ta thành xa người dưng. Nơi mà ta dừng chân cũng chính nơi mọi thứ bắt đầu. Sao mình không còn nhau thế, sao lòng anh lại đau thế. Em ơi anh buồn lắm, em ơi rất buồn. Còn lại niềm hư hao, vụt tắt đi khát khao vỡ òa trong tiếng thét gào. Xót xa nhường nào, nhưng vì sao em không thấu, vì sao em ơi. Đời ban duyên số để ta gặp nhau, ngỡ đâu sẽ hẹn ước dài lâu. Yêu và yêu đậm sâu, dẫu qua bao năm tháng cơ cầu, để rồi tìm lại đâu thắt. Dưới màn mưa trời lạnh ngắt, thương thay giọt nước mắt quen sâu. Dù yêu đến mấy thì câu chia tay sẽ hóa ta thành xa người xưng. Nơi mà ta dừng chân cũng chính nơi mọi thứ bắt đầu. Sao mình không còn nhau thế, sao lòng anh lại đau thế. Em ơi anh buồn lắm, em ơi. Trời ban duyên số để ta gặp nhau, ngỡ đâu sẽ hẹn bước dài lâu. Yêu và yêu đậm sâu, dẫu qua bao năm tháng cơ cầu, để rồi tìm lại đâu thắt. Dưới màn mưa trời lạnh ngắt, thương thay giọt nước mắt quen sâu. Dù yêu đến mấy thì câu chia tay sẽ hóa ta thành xa người xưng. Nơi mà ta dừng chân cũng chính nơi mọi thứ bắt đầu. Sao mình không còn nhau, sao lòng anh lại đau. Em ơi anh buồn lắm, em ơi rất buồn. Em ơi anh buồn lắm,
Và đó là một phần trình diễn rất hay qua ca khúc rất buồn của ca sĩ Duet World. Và một lời khen rất là lòng vòng mọi người ạ. Rõ ràng là cái buồn của Duet World nó khác với cái buồn của Nguyễn Minh Cường. Mặc dù là hai cái buồn khác nhau nhưng anh hiểu và anh cảm giác được rằng là Duet World đã nắm bắt được cái mạch cảm xúc của ca khúc này. Cảm ơn Duet World rất là nhiều. Và để đáp lại cái lời cảm ơn này thì anh sẽ có một cái món quà đặc biệt dành cho Duet World. Đó là một phần thử thách. Một phần thử thách mà anh nghĩ rằng là bất kể một ca sĩ nào đến với Story đều cảm thấy rất là thăng hoa. Khi mà ra về ai cũng toát mồ hôi hột cả. Trời ơi, thế thì tính gì là quà anh? Món quà chứ, thật ra thì mình là nghệ sĩ mà, mình là ca sĩ mà. Mình được sống trong âm nhạc, đó là một cái món quà rồi. Mình hãy tận hưởng nó nhá. Bây giờ thì xin mời Duet World hãy cùng anh vào căn phòng âm nhạc. Không cãi được nhạc sĩ mọi người ạ. Now, let's challenge. Chào đón Duet World đã đến với căn phòng âm nhạc của Hit Story. Dạ. Cùng với ban nhạc Không Màu, nhìn những gương mặt này có quen không? Dạ quen ạ, nhưng mà lần đầu gặp. Là, quen mình lần đầu gặp. Thế thì chắc chắn rằng là những gương mặt này sẽ cùng nhau, hợp lực với nhau để cố gắng dìm, cố gắng nâng cái phần thử thách này của Duet World lên hết sức có thể. Tại vì thật ra thì tất cả những khách mời mà đến với căn phòng âm nhạc này về cảm giác rất là thăng hoa. Tại vì mình được cháy. Cháy anh? Mình không còn là chính cháy mình nữa. Cháy theo kiểu cơm cháy đúng không? Kiểu cảm giác là mình không còn là chính mình nữa. Cháy nhiều đồ ăn cháy không ăn được đấy. Thế thì bây giờ Duet World đã chuẩn bị sẵn sàng để đến với thử thách của chương trình chưa? Thực ra là em chưa sẵn sàng đâu, nhưng mà không sẵn sàng cũng không được đúng không? Không, không được. Bắt buộc phải sẵn sàng. Ok. Chúng ta sẽ đi từ nhẹ nhàng nha. Ok. Cho tới nhẹ nhàng hơn thôi, không gì khó khăn hết. Hồi nãy Duet World có rất là nhiều những cái cảm xúc trong cái dòng nhạc Bolero. Thế thì ngay cái thử thách đầu tiên này, chương trình đã dành tặng cho Duet World một cái thử thách rất là dễ thương. Các đôi nỗi sầu phiên bản Bolero. Oh my god. Mời âm nhạc ạ. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình, anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn, để chẳng còn gì ngoài thanh than. Em ơi anh muốn môi tôi đến anh không phải thật tình. Muốn quên một bóng hình em để lại trong tim. Anh không thể đêm đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm tìm. Kiếm thêm một lý do cho cuộc tình không tên. Anh đã thức xuyên đêm. Anh đã cố gắng để quên em. Nhưng anh trong con tim anh không đành. Màn đêm xuống không? Không đã lắm anh ạ. Không đã lắm hả? Này đến đêm về luyện thì may ra được. Cảm ơn Duet World với phần thử thách đầu tiên. Và bây giờ mình sẽ tiếp theo với phần thử thách. Nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nó không có gì phức tạp hết. Dạ. Mỗi ca khúc cũng rất là nổi tiếng. Sóng gió. Sóng gió. Phiên bản nhịp điệu cha cha cha. Cha cha cha. Dạ. Ok. Cha cha cha. Xin mời âm nhạc. Cha cha cha. Dạ. Bờ vai nhỏ nhòi, đôi má hoắt mây đêm. Thương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng. Dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao trắng số phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng cô níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng. Em còn bên anh có phải không? Xa năm tháng tư về, xa ai về chung lối. Người mang tia nắng như cỡ sao còn tăm tối.
Có vẻ như là Duet Work của chúng ta chìm đắm cho âm nhạc luôn, cho nên là nhạc hết rồi mà vẫn cứ cố hát. Muốn hát thêm đi ạ. Nhưng mà dễ thương đúng không? Biết hình ảnh, dạ, dễ, dễ thương đúng không? Trữ tình nó luôn là vậy, nó đúng mang rồi cho chúng ta cái cảm giác rất là lâng lâng. Anh nghi rằng là sau này là phần em phải lấn là... sân về những cái khu vực miền Tây, miền Tây Nam Bộ rồi nhiều show. Để mình hiểu thêm cái cảm giác bị ném đá sẽ như nào đúng không? Ném đau luôn. Không tới nỗi đâu. Anh nghĩ là những người mà đã yêu thích cái giọng hát của Duet Work rồi thì là sẽ khâm phục hơn. Tại vì những cái thử thách này nó quá đơn giản. Đơn giản. Bây giờ chúng ta đến cái đơn giản nhất, cái thử thách đơn giản nhất của History dành cho Duet Work nha. Anh nói luôn thể loại gì thì cho em đỡ bất ngờ đi. Thể loại thì là nó anh nghĩ là Duet Work sẽ làm được rock thôi. Rock thôi. Ok, rock đơn giản. Rock thôi. Ca khúc thì cũng rất là quen thuộc, một mình. Ấy lộn. Một ca khúc thì cũng rất là quen thuộc, một nhà. Một nhà, ok. Một khi nhà. Hai ta về một đúng rồi, nhà. Đúng rồi. Nhưng mà hát giọng luôn. Nhưng mà hát giọng miền Nam. Quả gì kỳ vậy? Gì vậy? Yeah. Ủa, đây là một cái phong cách âm nhạc cũng rất là nổi tiếng dạo gần này chứ. Đây là một cái dòng nhạc mà cũng rất là thịnh, dạ, trong những thời gian gần đây. Okay. Và nổi trội là cái nhóm nhạc Seven Uppercuts. Ok. Nhưng mà mình phải hát đúng cái chất giọng miền Nam ở trong đó. Thảo mình để, thảo mình để. Dạ, yeah, thảo mình để. Về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời, sống chung nhau một đời, sống chung nhau một đời. Yeah. Wow, không biết là Seven Uppercuts có muốn tuyển thêm thành viên không? Chứ tôi thấy là Duet Work là kinh hết tất cả mọi thể loại rồi đấy. Quá là dễ thương. Nhạc hơi ngắn đấy. Hơi ngắn đúng không? Tức là muốn chương trình chuẩn bị thử thách dài hơn. Bắt đầu vào rồi, bắt đầu thích rồi. Thế thì mình hẹn thêm một số nữa. Em hát lại từ đầu đi. À đấy. Hát lại từ đầu thì. Vâng, thì đầu tiên là em xin được gửi lời cảm ơn đến host Nguyễn Minh Cường này, ban nhạc Không Màu, và đương nhiên là không thể thiếu một lời cảm ơn xin được gửi tới tất cả quý vị đang theo dõi History được thực hiện bởi Vibe Nation NNCT. Và có một cái kỷ niệm rất là vui ngày hôm nay, vì hôm nay thì có thể nói là được quay lại với NCT. Thì có một cái kỷ niệm là ngày xưa, cái thời năm 2011 đó, em có làm cái ca khúc I'm Your Surprise Act, một cái mashup rất là lúc linh tinh thôi. Em chơi vui lúc mà em đi học thôi. Thì sau đó thì có một cái sự kết hợp là có một ca khúc What Makes You Beautiful, cũng là một trong những cái kỷ niệm đầu tiên của em khi mà lần đầu tiên đặt chân vào Sài Gòn. Thì đó là cái lần mà em được thực hiện cái dự án đó với NCT. Và hôm nay thì lại là một lần được quay lại, dạ, rất là vui ạ. Rất là duyên luôn không? Dạ. Và hy vọng rằng là NCT và Duet Work sẽ có thêm nhiều những cái sự hợp tác với nhau. Và những sự hợp tác này sẽ mang đến những cái sự thành công vang dội cho cả hai. Dạ. Nha. Dạ, xin cảm ơn một lần nữa, xin được cảm ơn Duet Work rất là nhiều ạ. Và Hit Story, một talk show âm nhạc được thực hiện bởi Vibe Nation và NCT. Chương trình được phát sóng định kỳ trên các nền tảng của NCT. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Ekip mình không điểm, không điểm nào để chê. Sợ là mối tình lỡ, ai ngờ chỉ là mối tình lỡ. Hay.